Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Trên tay mình là chiếc Oppo Mero 5 phiên bản thương mại sắp được bán ra. Có một điểm thú vị là so với thời điểm của video trên tay lần trước, Oppo công bố mức giá bán là 5.690.000 đồng, nhưng hiện tại thì mức giá này đã giảm chỉ còn 5.490.000 đồng mà thôi. Và đây là hộp chiếc Oppo Mero 5 của mình, khá nhỏ nhắn, gọn gàng và ấn tượng. Thiết kế của chiếc hộp này hoàn toàn khác biệt với những dòng sản phẩm Oppo trước đây. Nó được trang trí bởi những đường vân kim cương tương tự như là sản phẩm Mero 5, nhìn rất là bắt mắt. Mặt trước thì chúng ta vẫn sẽ có hình ảnh của sản phẩm, logo của Oppo và tên sản phẩm cùng với thông điệp đó là một tia sáng chói. Mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có những thông tin cơ bản về cấu hình như là màn hình 5 inch, viên pin 2420mAh, vân vân. Ngay bây giờ thì mình sẽ bóc tem sản phẩm này, thật là kích thích. Tục ra nào. Wow, mở lớp màn ra rồi thấy còn đẹp hơn nữa. Tục tiếp nhau. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu trắng nữa, phong cách đóng gói khá quen thuộc của Oppo. Và đây là chiếc Oppo Mero 5 phiên bản thương mại của mình. Đây là phiên bản màu trắng và các bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đó là phiên bản màu xanh dương. Như vậy thì trong đây các bạn sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn kèm theo là một cuốn sách bảo hành chính hãng của Oppo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một bộ phụ kiện đầy đủ bao gồm củ sạc, cáp micro USB và một cái tai nghe. Tuy nhiên thì đây chỉ là tai nghe dạng thường thôi. Hết rồi. Bây giờ thì hãy quay trở lại với chiếc Oppo Mero 5 của chúng ta nè. Wow, nó được dán sẵn cả hai mặt luôn, giống như là những phiên bản Oppo cao cấp. Về mặt thiết kế thì phiên bản thương mại không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản thử nghiệm mà mình từng có dịp trên tay. Ngoài việc đó là nó được hoàn thiện gia công tốt hơn. Bản thử nghiệm trước đây thì dù tốt nhưng vẫn có những cái khoảng hở nhỏ. Còn phiên bản thương mại thì các chi tiết đã hoàn toàn khít với nhau. Chúng ta vẫn sẽ có hai mặt phẳng sáng bóng làm từ nhựa giả kính nhưng đã hạn chế bám dấu vân tay tốt hơn rất nhiều. Điểm nổi bật vẫn sẽ là mặt lưng được sử dụng kỹ thuật dập nổi tia UV để tạo nên những họa tiết vân kim cương 3D. Đối với phiên bản thương mại lần này thì vừa lấy ra đã cảm thấy rất là chói mắt. Các đường vân kim cương lần này hiện ra rất rõ rệt và nét, phản chiếu ấn tượng. Nghe đồn là màu xanh sẽ còn bắt mắt hơn nữa, mình sẽ cố gắng để có dịp trên tay sản phẩm này. Về phần các chi tiết khác thì phiên bản thương mại này hoàn toàn tương đồng như là chiếc Mero 5 lần trước của mình. Phím nguồn và phím âm lượng vẫn sẽ được đặt đối xứng và làm đồng bộ về màu sắc. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có micro đàm thoại và cổng micro USB. Cạnh trên là jack cắm tai nghe và chiếc mắt thần màu đen với khả năng điều khiển từ xa. Và vẫn y như cũ thì mặt trước chúng ta sẽ có một chiếc màn hình tiêu chuẩn kích thước 5 inch với độ phân giải Quarter HD huyền thoại. Phía trên sẽ là chiếc camera tự sướng 5 megapixel với cụm cảm biến, loa thoại. Chiếc Mero 5 bản thương mại này vẫn sẽ có thông số cấu hình là con chip Snapdragon 410, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB, có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 128GB. Điểm đáng lưu ý của nó không phải là cấu hình mà chính là bộ đôi camera 8MP ở phía sau và 5MP ở phía trước. Với chiếc camera sau 8MP thì chúng ta có khá nhiều chế độ thú vị như là tua nhanh thời gian, bộ lọc màu với khá nhiều hiệu ứng, phơi sáng kép chồng hai bức ảnh lên nhau trông rất là thú vị. Camera trước vẫn sẽ có độ phân giải 5MP khét tiếng của Oppo, chuyên tạo ra các hot girl, hot boy với làn da còn đẹp hơn cả Ngọc Trinh. Chiếc Mero 5 này sẽ chạy Android 5.1 mới nhất với tùy biến Color OS 2.1 đặc trưng của Oppo với khá là nhiều tiện ích. Có thể nói là với Oppo thì không cần phím cứng cũng có thể sử dụng được. Các bạn muốn mở khóa chỉ cần tap 2 lần vào màn hình, muốn tắt màn hình cũng chỉ cần tap 2 lần vào nút Home. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể vẽ vòng tròn để mở nhanh camera, rất nhiều tính năng hữu ích. Còn rất nhiều tính năng khác mà có lẽ mình sẽ giới thiệu nhiều hơn trong bài đánh giá chi tiết. Như vậy thì mình vừa hoàn thành xong bài mở hộp và trên tay nhanh Oppo Mero 5 phiên bản thương mại. Không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản mà mình từng có dịp trên tay trước đây, nhưng đã được hoàn thiện tốt hơn rất nhiều. Và với động thái giảm giá của Oppo thì theo các bạn, Oppo Mero 5 hiện tại liệu có xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra mua hay không? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe S Channel. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.